đúng rồi, lòng hoàng việc bán để đủ má nước này chừng ông đọc chết. Tình này tổ việc là lý do là đổ đồng lên trích trưa phải vậy, giờ nó ở đây nó tạt vô trong đấy chứ rồi. Sáng ra thấy một việc cũng dính tiêu mà khu vực đồng đó thấy khách mình được đó. Hai quán đối diện nhau, quán gì vừa và minh minh nghĩ lúc đầu mới ra mình thấy cũng vậy vô nhớ đồ mà đâu nẹt là nó quê nhớ mà người nó quán đét quán ngủ có người mình con thấy không mình chào đỡ bạn quá sẵn đỡ chuyển đậu cái môn khác cái à giờ đỡ ở sao từ món mưa bữa trước bữa sau phát sáng chiến đấu không chồng chồng tôi nói tôi nói chiến đấu liền vậy tất cả chịu nấu vậy được anh làm gì chứ chiến đấu cũng từ từ đâu đó cứ ổn định vài ngày vài tháng rồi chứ không bây giờ mình chỗ nó bây giờ quán nhậu cho chỗ đông này bây giờ mấy người làm ăn nhậu ăn được chỗ quán gì cũng vậy đường chỗ đưa gì tức lắm cũng phức tạp lắm nên cường dẫn nghe mối à 9 giờ rồi 3-4 thằng uống rau nước ngư rồi vô kêu giữa đậu chiên như nửa lít rượu ra nó uống to mừng 2 giờ giờ đổ về tính đâu có mấy chục ngàn này thực mà trời muốn chết lò rau được chục ngàn bạc rồi đổ mẹ trời rồi mà mấy tiếng hồ nó buồn ngủ gà cũng gặp mà mấy anh chay ngầu nó nói không nó chịu uống đúng rồi đúng rồi mấy anh chay ít có khi uống lắm đúng ngọt lắm. Đó đó là lớn không nghe tụi em kêu đưa đi rượu ra uống cũng hết. Ôi vô ngang. Chúng ta đi dựng bị đi trước lay. Nó uống ngọt ba tiếng hồ tao thông thân thiệt. Thái lại hào ngọt bên nó bay quay. Bay quay hào vô. Hả? Bà hàng kia này tứng. À tứng. Tớ bữa chắc cũng bánh dơ tay rồi nè. À cháu à, cháu bố anh. Còn của bà. Con nè hồi giờ ở miền là ở chỗ miền mà bao nhiêu năm đi nè đã nè cháu bà cháu ông bốn con là ông con bà chứ con cũng bốn rồi con trước của bà trước của bà ông bà đáp lại ông vợ chết bà chồng chết thì con ông này không nè thì tí dừng lại ý nói là bà bốn có một người đây nè nhưng thằng em nó nữa thế thì đang ngóc ngóc mà đi đường đấy khùng mà em thì tao đi đại đường ở đâu vậy đường đấy hôm bữa chắc cũng bánh dưa lên đây giỏi mà anh đường đi giỏi mà anh thấy mình anh chắc ai cũng bánh anh dưa lên nhà đường biết không biết cái ông biết sao dưa lên vậy nói đang cởi xe dù dưa lên á gì mà những cái ai nóng gì à không nó biết đủ thấy hôm ở đây hoàng chánh nó vô ăn vỗ thì chạy lại quýnh cái lưng kinh đung cười hề hề vậy lớn tuổi à năm mới sáu mà năm động ai trong hay nhỏ đâu đâu bữa nay năm sáu vậy tôi với của bốn người